Cố lên, cố lên, cố lên. Rơi là mày làm lại từ đầu nhá. Quay lại đây nhá. Ê, ê, ê. Ôi, rơi này. Ôi, không được dùng tay, ai dùng tay sẽ bị thua. Gió, gần đây chưa? Chuyển đầu, chuyển đầu, chuyển đầu, chuyển đầu. Không, không, không. Dám khảo được một đâu? Bình tĩnh nhau, cố lên Thiên đi, đội xanh cố lên, đội đỏ cố lên, đội một cố lên, đội đỏ bị gió đấy, đội xanh cố lên, cao đội này ăn ra này, đội này vừa xong lập rồi nhé, phải đi đây, đội anh cũng có thể làm bảo à, cái người đấy lên đấy, không được phạm quy nhá. Tôi quá. Còn một cái nữa thôi. Thôi đến đó, có đợi chiến thắng rồi. Còn hai đội nữa, Còn hai đội này vẫn còn đang trong tình trạng. Một lần thôi. Nào, cố lên. Từ rồi. Chơi lại đi, bởi vì các bạn vẫn còn cơ hội. Rồi các bạn ơi, các bạn thua mất rồi. Không nói gì hết đâu rồi. Làm lại. Cố lên. Các bạn ở chơi này khi nào được thì thôi. Có đội làm được thì sự mình sẽ làm được. Nào các bạn cố lên. Cố lên. Các bạn có quyền, người khác có được quyền được chơi đó, thế đó. Gió thổi mạnh thôi. Chạy ra kia. Đội thắng sẽ được 10 bịch sữa chua và kẹt. Thắng đâu? Xin các bạn hãy chú ý quý giây phút này ạ. Vâng, vậy là rồi nhá. Đội này đã thua.